Ok, chào bạn. Và đầu này mình sẽ phân tích để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ok, đây là thế Italy và mình sẽ chơi lại với đấu lại thế Italy. Ở đây trắng lên tốt ở D3. Các nước tiếp theo thì trắng có thể lên mã. Đây, lên tượng có thể ghim vào mã của mình và nhập thành. Sau đó mã quân mã ở ô C3 có thể nhảy lên ô D5 để tấn công mã ở F6 của mình. Khi trắng lên mã ở C3 thì mình sẽ sử dụng quân tượng ở C5 để ghim mã. Khi đó thì quân mã này sẽ không thể nhảy lên ô D5 để bắt mã của mình trong trường hợp trắng lấy tượng để ghim vào mã. Ở đây thì trắng đã lên tượng để chặn mã lại. Thì tức là tượng của trắng sẽ không thể ghim được mã của mình. Sau khi lên tượng của mã thì mình sẽ ưu tiên nhập thành trước. Sau đó đẩy tốt lên D6. Tốt lên D6 và tượng có thể là ghim hoặc là lên D3. Tùy từng thế trận. Ở đây nếu mình lùi về thì đen sẽ tiếp tục lên tốt và được lợi nước. Ở đây có lẽ mình sẽ ăn vào mã. Mình sẽ lên tốt để một phần là bảo vệ tốt và một phần là để phát triển tượng. Ở đây trắng sẽ nhập thành hoặc lên tốt trước. Tốt có thể lên đây để tránh tượng bị ghim, ghim mã. Trong thế trận Italy thì các bạn để ý là quân mã ở ô C6 này có thể nhảy về E7, sau đó nhảy lên G6 và chiếm ô vuông ở F4. Thì thông thường ô vuông này nếu không quân tượng đen nếu không tấn công ô F4 thì quân mã hoàn toàn có thể chiếm ô F4 này. Còn ở đây chúng ta thấy là quân tượng của đen đã đứng ở ô C3 này thì quân mã này sẽ không thể chiếm được ô này hoặc ô tiền đồn ở D4. Về cơ bản thì sau khi phát triển tượng và mã thì chúng ta sẽ tìm cách là lên tốt hoặc là sử dụng đưa những cái quân của chúng ta chiếm những cái ô vuông mạnh hay là những ô vuông mà nằm ở phần sân của đối thủ để tấn công. Thì ở đây thì trắng vừa lên mã xong. Thực ra nước lên mã này có thể là để ăn vào tốt này. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ không chọn, trắng sẽ không chọn đổi mã tượng để lấy xe vào tốt. Mình sẽ đuổi mã. Vì nếu mã nhảy về thì mình sẽ được lợi nước lên tốt. Nhưng mà khả năng ở đây thì mã trắng sẽ ăn vào quân tốt này. Thông thường ở Trung cuộc thì người ta sẽ ít khi đổi mã tượng lấy xe vào tốt. Vì dù sao các bạn có thể quan sát đó là quân mã và quân tượng của trắng thì nó phát triển hơn là quân xe và quân tốt. Ở đây xe thì xe đen hoàn toàn là chưa thể làm gì được. Nó được đổi với mã và tượng của trắng. Ở đây thì mình có thể trắng muốn nhập thành ở cánh hậu và mình sẽ phát triển tượng để có thể đưa xe ra tấn công cánh vuông. Ở đây rõ ràng là trắng đã có ý đồ là nhập thành cánh hậu và để tấn công cánh vua của mình. Ở đây mình ghim tượng thì quân mã của mình có thể chạy vì quân hậu sẽ không bị quân hậu ghim. Mình lên tượng chủ yếu là để có thể lên hậu sau đó là đưa xe ra cánh vua. Còn đâu đuổi hậu thực ra chỉ là lên tượng thôi, cũng chưa làm gì cả. Vào hậu. Ok, vẫn kế hoạch như vậy thôi. Ở đây thì trắng đã nhập thành cánh vua, mục đích có thể là đẩy tốt lên F4 để có thể mở cột xe và tấn công vua của mình. Trong trường hợp trắng nhập thành cánh hậu thì thế trận có thể phức tạp hơn chút. Còn nhập thành cánh vua thì mọi thứ nó rất là cân bằng. Ở đây thế trận rất là cân bằng. Mình sẽ về vua sau đó đưa xe ra F8. Đuổi tượng. Bây giờ mình sẽ chạy tượng thì mình sẽ chạy làm sao để quân tượng có thể đứng ở cái vị trí mà nó kiểm soát nhiều ô vuông nhất. Thì ô E6 chính là một ô thích hợp để chạy quân tượng.
Thực ra mình nghĩ là trắng đẩy tốt F4, nhưng mà trắng đẩy mỗi F3. Vậy bây giờ đã trắng đã đẩy đến F4. Nếu trắng đẩy tiếp tốt xuống thì quân tượng của mình sẽ thành quân tượng yếu. Ở đây xem nào. Mình đang tính là sẽ đẩy tốt này lên. À không được. Như vậy thì trắng sẽ ăn nút tốt đen ở đây. Ok, không vấn đề gì. Ở đây trắng đẩy tốt xuống thì mình sẽ lùi tượng về. Có thể là về D7. Không, mình nghĩ là mình sẽ lùi về F7. Sau đó có thể đẩy tốt lên D5. Trắng ra xe, nếu trắng muốn đẩy tốt thì mình có thể ăn và quân tốt này của trắng sẽ bị mất vì hậu mình sẽ ăn. Ở đây rõ ràng là nước này. À, ở đây trắng ra xe để có thể lên xe đây và đưa xe ra đây, lên xe đây và đưa xe ra đây. Xem nào. Ok, mình sẽ vẫn thực hiện cái ý đồ như vậy. Ở đây nếu trắng ăn thì mình sẽ đưa mã lên và có thể bắt tượng. Bắt tượng của trắng. Còn nó không ăn thì rõ ràng là mình sẽ đẩy xuống rồi. Khi quân tốt này ăn lên thì các bạn thể thấy là quân tốt này sẽ trở thành quân tốt yếu và chỉ có mình xe bảo vệ. Còn nếu trắng muốn đẩy tốt này lên thì rõ ràng là sẽ bị cánh vua sẽ bị hở. Giờ chúng ta cùng chờ xem là trắng sẽ đi như thế nào. Ở đây mình đang chơi ván đấu 10 phút. Nếu mà chơi ván đấu giả sử 30 phút chẳng hạn thì mình có thể tính các cái nước mà quân trắng có thể chạy. Ở đây trắng đã ăn rồi. Ra hậu. Ok, mình sẽ đổi thôi. Ở đây trắng ra hậu là để đẩy tốt xuống. Khi đó thì hậu của mình sẽ không ăn lên được. Còn tốt của mình cũng không ăn lên được. Nước đánh cũng khá hay. Ở đây cách dễ nhất là mình sẽ đi quân tượng. Thì khi đó trắng đẩy tốt xuống thì mình cũng có thể phát triển quân một cách bình thường. Rồi mình sẽ chạy quân tượng đi để đuổi xe. Nước chạy này có lẽ là nước chạy không thực sự không phải là tốt nhất. Thực ra mình chỉ còn hơn 2 phút cho nên mình sẽ tính toán cách nhanh nhanh để có thể kịp thời gian, đỡ bị thua vì thời gian. Vào xe. Ok, giờ mình sẽ bắt tốt yếu ở đây. Mục đích mình lên hậu là để bắt tốt yếu này. Chờ một chút, đẩy xe xuống. Trắng có thể đẩy tốt xuống đây. Ok, thế mình sẽ lên quân vua trước để tránh quân trắng đẩy tốt xuống. Nếu trường hợp trắng đẩy tốt này lên thì chúng ta thấy là bên trắng sẽ có ô yếu là ô ở D4, thì mình sẽ đưa mã lên. Tất nhiên trước đó phải bảo vệ quân tốt đây đã. Đuổi tượng. Ok, trắng sẽ đẩy tốt xuống và chiếu rút. Nếu trắng đẩy tốt xuống chiếu rút thì mình sẽ có thể lên tượng đây, đuổi lại hậu. Tốt nhất là chặn lại, không cho trắng có thể đẩy tốt. Các bạn có thể quan sát là mã và tượng có thể thi đấu sòng phẳng với đôi xe. Đây ở đây thì chúng ta thấy là đen tốt yếu của mình đây là tốt và trắng đã đuổi tốt. Lên tốt rồi. Xem nào, mình sẽ ván này mình sắp hết giờ rồi. Ván này mình sắp hết giờ nên mình sẽ đổi quân. Làm sao để hòa được ván cờ này? Thực tế thì mình lợi thế hơn vì cấu trúc tốt của trắng không thực sự tốt. Nếu trắng đẩy tốt này lên thì chúng ta thấy là quân tốt yếu chính là quân tốt ở D3. Khi đó mình sẽ đưa mã ra đây. Sau đó nhảy lên ô này và tấn công tốt ở D3. Ở đây thì trắng đã ra xe giữ.
Nhìn chung các bạn chỉ cần quan sát, tìm ra những tốt yếu, sau đó tấn công. Ở đây thì mình đã bắt được con tốt này. Ra xe đây à, trắng ra xe đây và bắt lại. Ăn rồi. Ok, mình còn 59 giây. Mình nghĩ là mình thắng đấy. Mình hơn mã tượng. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Chết thật. Mã của tôi. Không ăn rồi. Thôi đành vậy. Cờ này trên lý thuyết thì rõ ràng mình sẽ thắng. Tuy nhiên là hết giờ rồi nên là có lẽ sẽ không tìm được những lưu ý tốt. Hai mươi lăm giây. Để xem bạn em có thể thắng không. Khả năng là mình sẽ hết giờ trước. Ôi trời. Mình cố tình đổi tốt để cho ván cờ hòa nhanh hơn, nhưng mà khả năng là trắng sẽ đi cho hết giờ. Đấy, như vậy ván cờ hòa. Trắng chơi rất là chuột đúng bài và ván cờ sẽ hòa.